Hãy chia sẻ với chúng tôi những điều còn khúc mắc và bối rối để nỗi lòng dễ vơi, cuộc sống thêm thảnh thơi các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tâm sự có tiêu đề "Phải cãi nhau thường xuyên với gia đình chồng khiến tôi mệt mỏi". Tôi kết hôn 5 năm, có một trai một gái. Cuộc sống mà phải cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh với chị chồng, rồi bố chồng khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi tốt nghiệp đại học, sau đó chia tay tìm đầu nên về quê làm việc. Tại đây tôi gặp anh, làm công chức nhà nước, tính tình hiền lành, quan tâm chiều chuộng khi yêu nên tôi đồng ý kết hôn. Lấy anh tôi cũng xác định lương anh thấp và nhà bố mẹ hai bên đều khó khăn nên sẽ phải tự lực kinh tế. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và một người chị chồng chưa lập gia đình. Ông bà là người hiền lành chịu khó. Có điều khi ông đã uống rượu vào rồi, bà tức gì là chửi bới cả nhà. Có lần tôi không nhịn được đã cãi lại ông. Sáng hôm sau tỉnh rượu, ông chẳng nhớ gì hay cố tình quên thì tôi không rõ, chỉ biết là coi như việc cãi nhau chưa xảy ra. Cứ khi nào có rượu và ức chế trong người là ông chửi. Thêm vào đó, việc vợ chồng tôi dạy con cái như thế nào, ông toàn can thiệp theo cách mà chúng tôi không thích. Giả sử như trước bữa ăn, ông cho cháu ăn kem, khiến đến bữa thằng bé không chịu ăn gì. Tôi có nói thì ông bảo, chuẩn bày để con chết đói. Nó ăn mà cũng không cho ăn. Vậy nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chị chồng cũng tốt, chỉ có điều chúng tôi không hợp tính nhau. Có chuyện nhỏ chị cũng cằn nhằn, cứ nói chuyện gì ra cũng thấy cãi nhau được. Chị còn vừa lau nhà vừa chửi đổng, ý là chửi tôi nhát. Chồng tôi nghỉ làm ở cơ quan nhà nước nên tôi phải tính toán lo chi tiêu tăng tiền 4 năm nay. Vậy mà chẳng ai hiểu cho tôi, lúc nào cũng bảo tôi chỉ biết tiền, làm gì cũng sợ thiệt. Thêm nữa, nhà em chồng đã ở riêng, nhưng hai đứa con cho hẳn sang nhà tôi ăn tối hàng ngày mà không đóng góp gì. Chủ nhật ba mẹ con chị tự sang nhà tôi ăn cơm nhưng không bao giờ biết mua thức ăn. Tối chị cho hai con ngủ ở đó luôn với ông bà, xem TV tận khuya. Vợ chồng tôi và hai con ngủ sát vách tường nên ồn ào, cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, có chuyện nên tôi mới nói, thì em dâu bảo đó là nhà ông bà, thích làm gì thì làm. Ông bà và bác thì hợp với nhà em dâu nên càng bên nhà em dâu và bảo tôi là keo kiệt ích kỷ, trẻ con ăn hết mấy. Chồng tôi là người đứng giữa nên anh không nói. Tôi từng trò chuyện và mong những lần cãi nhau như thế chồng có thể lên tiếng hay động viên vợ. Anh chịu thương chịu khó, hiền lành nhưng có phần cả nể và nhu nhược. Vậy nên nếu anh mà quyết ra ngoài ở thì tôi ra luôn rồi. Tôi mệt mỏi lắm, mỗi lần cãi nhau lại tự trấn an tinh thần là thôi bỏ ngoài tai, cố gắng để tích góp thêm chút kinh tế rồi ra ở riêng. Nhưng việc cãi nhau đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không chịu đựng được nữa. Và tình cảm vợ chồng, chị em, bố con cũng bị sứt mẻ. Bố mẹ chồng và chị chồng không có sự công bằng. Chồng không bao giờ nói chính kiến của mình. Nhiều khi tôi nghĩ đến chia tay vì không chịu được cảnh sống chung kiểu này. Đến giờ phút này, tôi chỉ muốn ra ngoài ở riêng, cố vay thêm chút nữa thì có thể đủ xây nhà. Mọi người cho tôi lời khuyên là nên xây trên đất của nhà ông bà hay mua nhà chỗ khác. Tôi có phải là người nhỏ nhen và ích kỷ hay không?